Xin chào anh em nha. Hôm nay thì em xin giới thiệu tới anh em một số cái dụng cụ máy cầm tay của Nhật, điện 100V. Anh em lưu ý là tất cả trong này điện 100V hết nha. Với em có 3 cuộn 4, nhưng mà em xài cuộn bán 3 cuộn nha. 3 cuộn Hataya 29m ha, dây điện Nhật lõi 3 lõi ha, một pha. Thì trong đó nó có dây mát nha. Cái này có CB với lại có vỏ bọc, anh em có thể để ngoài trời được. Tất nhiên là IP của nó thì ở khoảng chắc chịu được mưa nhỏ nhỏ này kia thôi, chứ không thể ngập nước hay gì được nha anh em. Cái đó thì chắc chắn là như vậy rồi. Rồi, ở đây thì em giới thiệu nhanh luôn ha. Rồi. Cây này thì quen thuộc với anh em quá rồi ha. Cây này thì là cây khoan một chiều, không có điều tốc, tốc độ 1250 vòng trên phút, công suất 380W, đầu 10 ly phổ thông ha. Đầu này còn rất là đẹp ha, em tặng kèm cái khóa của Nhật luôn. Rồi, dây này dây Nhật luôn ha. Máy này thì xài không biết đến khi nào nó mới hư ha. Máy này 350.000 nha nè. Tất cả giá em báo là chưa gồm ship nha. Ok. Cây số 2 là một cây bào của Makita. Cái bào, vấn đề quan trọng nhất của nó đó là cái bạc đạn với lại cái lưỡi ha. Thì ở đây cây Makita này nó có một cái lợi thế, đó là lưỡi nó cực kỳ phổ thông luôn ha. Có nghĩa là anh em mua trên thị trường rất là dễ dàng nha. Cái này công suất nó 480W, điện 100V, 15.000 vòng phút, tốc độ rất là chuẩn ha. Lưỡi 82. Cái lưỡi này thì hợp kim còn rất là dày nha. Có điều nó hơi bị răng á, thì cái này cần phải mài lại thì anh em mới mới bào nó bén được nha. Nó hơi mẻ rồi. Đó, dây cura còn rất là mới. Một cái bào mới như vậy thì cái điều nó không hoàn hảo là cái răng cần phải mài lại, cái lưỡi cần phải mài lại thôi. Chỉ còn con này motor chạy cực kỳ tốt. Này là cái tiếng bào cực chuẩn luôn ha. Ok. Cái này 650.000 nha. Cái này gần như là gần sát với giá mua ngoài bãi ha. Giá ngoài bãi thì cũng không được thử thoải mái ha. Nói chung với em mình nó không có hoàn hảo thì giá nó phải 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 hạ xuống rồi ha. Nhưng mà cái lưỡi này thì đằng nào thì anh em, một là nếu mà anh em có thợ mài thì quá tốt ha, anh em tháo ra mài thì vẫn xài lại, cái lưỡi rin thì vẫn là tốt nhất. Bởi vì anh em mua lưỡi mới bây giờ cái thép nó không 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 thể tốt bằng cái lưỡi rin này được ha. Kể cả hàng chính hãng Makita bây giờ nó cũng vậy. Cây tiếp theo em xin giới thiệu với anh em là cây cây lọng Hitachi. Cây này thì CZ60V. Như mình cũng chia sẻ rồi ha, 60V thì là có điều tốc đó. Variable là có điều tốc ha, tốc độ từ 0 đến 3200 vòng phút. Công suất nó 4A và 380W. Rồi. Nhìn thì cũng còn khá là mới ha. Cái đây thì nó không có cái nút gài để giữ lại ha. Nhưng mà gài giữ này thì nó chỉ ứng, theo mình nó lọng thì nó chỉ ứng dụng để chế lọng bàn thôi, nhưng mà anh em cũng không mấy khi mà làm cái đó ha. Cho nên cái nút gài này với mình thì nó cũng không không có nhiều tác dụng lắm. Đặc biệt cưa mà chế cưa bàn á, cưa tay mà chế cưa bàn á, thì cái nút gài nó còn quan trọng ha. Cho mình cái này không quan trọng nên anh em lưu ý ha. Còn nếu mà anh em có nhu cầu mà cần xài nút này thì anh em đợi con sau nha. Đó. Nó bị tóc ha, nó cần bị tóc nè.
Cái dòng này là dòng nồi đồng cối đá của Hitachi ha, nó rất là giống với cái dòng 4300 của Makita. Đó là tất cả nhông bên trong của nó bằng thép hết, cho nên nó không thể chạy êm ái giống như cái loại vỏ nhựa ha. Cái đó mình cũng chia sẻ rất là nhiều rồi. Mặc dù bên này á, nhông nó còn cực mới cực đẹp luôn. Nếu mà chỉ cần nhông nó mòn thôi thì anh em chạy tốc độ chậm thì nó rụng, nó nghe tiếng va đập của nhông rồi ha. Đó, sơn không? Cái này thì anh em muốn cắt cái gì đó thì cắt được hết ha, rất là mạnh. Cái này thì anh em cứ xài mua lưỡi chữ T thôi là có thể xài vừa với cái này rồi ha. Không phải khó mua lưỡi lỗ giống như Makita ha. Ok, cái này thì 550.000 nha. Cây tiếp theo đó là một cây Makita, thì cây này là motor nó cực kỳ mạnh bởi vì nó dùng trong cái việc khuấy ha, khuấy hồ, nói chung mình làm bên xây dựng á. Tốc độ nó thì thấp nhưng mà công suất nó thì rất là cao, bởi vì nó phải gánh cái mô măng xoắn rất là lớn của cái việc mà khi có tải ha. 850, lấy nét lại tới 850W ha. Cái khoang kia là 380W rồi, nó là chạy xế gió rồi, con này 850W, motor nó hơn gấp đôi, 9A, mã nó là UT2204, nó này hàng Nhật nha anh em, yên tâm ha, tay nắm rin của nó luôn ha, tay nắm của Nhật thôi chứ còn rin không thì mình chưa biết nha. Bây giờ mình có cả rổ tay nắm mà không phải cái nào nó cũng vừa hết trơn. Ok, vặn nó cũng vô được. Ren tay nắm này nó hơi bị tuôn nên vặn nó không được chặt lắm thôi. Rồi, cái đó thôi. Máy này nó nguyên rin hết ha anh em. Nó để mình thử máy xong rồi mình cầm cái khuấy cho anh em coi ha. Cái đèn đó nguồn ha. Mình thấy cái cổ góp nó còn rất là mới ha. Ok, cái này thì 7-8 ngàn thôi. Nó có thêm cái cánh khuấy ha, con này cánh khuấy rất là hoành tráng ha. Đó, rồi. Giá là chưa gồm ship nha anh em, ship con này nó cũng hơi cồng kềnh đó. Rồi ok. Còn để về đây ha. Còn tiếp theo là một con mài Hitachi, là trước mình có tổng quan rồi ha. Thì trước mình có báo thông số nó đúng là 170W ha. Con này thì được cái nó còn hai đá, một đá thô nhưng mà cũng không hẳn thô ha, cũng tương đối tinh, với một đá rất là tinh để thuận tiện cho anh em mài cơ khí ha, gỗ cũng được ha. Anh em thì tùy biến ở cái cục đá của mình thì có thể làm được nhiều việc ha. Ví dụ như anh em gắn nỉ thì có thể đánh bóng được. Ok, thì cái máy này thì bề ngoài thì nó không có còn long lanh nữa ha, nhưng mà được cái thì hàng Hitachi thì anh em biết rồi, nó rất là bền. Đó. Thay động máy.
Con này thì xài gia đình thì quá tuyệt vời rồi ha. Anh em cũng có thể xài xưởng cũng vô tư. Nó cũng tương đối là mạnh ha. Đây, giá con này là 700 ngàn nha. Rồi. Rồi, em xin giới thiệu với anh em ba cái rulo dây điện 29m ha. Dây này mà kéo xưởng hoặc là sử dụng trong nhà cũng thì quá là tuyệt vời rồi ha. Như dây này dây chất lượng của Nhật mà nó rất là dẻo ha, rất là dẻo. Ở đây thì có ba cuộn ha. Hai cuộn này thì mình gọi là ok. Có nghĩa là nó không có ảnh hưởng tới tới ruột bên trong ha. Vỏ cũng gần như không có bị dập gì hết nhiều ha. Nhưng mà nó không có thể gọi hoàn hảo được ha. Bởi vì hàng này ngoài bãi thì về khó mà nó giống như nó xuất xưởng lắm, bởi vì nó là qua sử dụng rồi ha. Thì hai cuộn đầu á thì 1,5 triệu một cuộn nha. Cái chuyện ví dụ như nó hơi cái đĩa nó hơi 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 móp một xíu nè, đó, anh em xem ha. Nhưng mà nó quay thì ok ha. Nói chung dây thì cũng ok, không có đứt gì hết. Thì loại đó là cuộn số 1, 1,5 triệu, cuộn số 2, 1,5 triệu ha. Số 3 này thì mới là đáng bàn ha. Cái cuộn này thì là mình nhìn thấy là nó mới nhất á. Nó mới nhất trong 3 cuộn ha. Đó. CB gì nó đầy đủ bật hết. Nó cũng giống như mấy cái kia hết ha. Mà cảm giác cái này nó còn mới hơn hai kia. Nhưng mà nó bị lõi nó bị đứt hai nơi nha. Con này con số 3 ha, lõi nó bị đứt hai nơi. Thì em bớt 200 ngàn để cho công anh đem nối hai lại hai cái nơi đó lại ha. Còn lại thì dây nó rất là ok ha. Đó. Bởi vì dây này ngoài bãi bây giờ giá nó rất là cao. Đó, cho nên mà mua thì mình cũng không thể mình ngồi mình kéo ra tới 29m mình thử được ha. Mua cái loại này nó tương đối là hên xui ha. Cái cuộn em đang xài kia thì nó cũng bị mất nắp ha. Nó cũng không được hoàn hảo như hai cuộn kia. Đó. Cái cuộn này thì em báo giá là 1,3 triệu nha, chưa gồm phí ship ha. Đó, 1, 2 và 3. Đó. Anh em cái này thì anh em cần phải nối hai nơi nha, bị đứt hai nơi. Thì việc nối thì anh em có thể dùng hàng chì hàng ha. Hoặc là dùng cái ống gọi là ống cốt nối á, thì anh em dùng cốt bấm lại thôi, cũng rất là đơn giản nhưng mà nó sẽ không có còn giống như hoàn hảo ha. Anh em nào mà thích đẹp thì không không mua cái cuộn số 3 này ha. Còn nếu mà anh em quan trọng chuyện sử dụng hơn á thì cuộn số 3 này vẫn sử dụng rất là tốt á, anh em yên tâm cái việc đó nha. Mình thấy nó có vẻ là nó mới nhất trong 3 cuộn. Rồi. Anh em quan tâm tới món nào thì liên hệ với mình nha. Rồi. Xin chân thành cảm ơn anh em nha. Xin chào anh em ạ.